là một điều đến anh vì có flow của riêng mình. Được rồi, đi thôi. Đi. Hello, xin chào mọi người đã trở lại với vlog của Momo Review. Và hôm nay mình sẽ đi một cái chỗ rất là cũng không phải hot lắm, nó rất lâu rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình đi, đó là chính là Dream Arena quận 7. Ở trong đây sẽ có những trò chơi gọi là thể thao vận động mà những bạn mà hay xem TikTok hay là nói chung là hay thường xuyên ở nhà thì rất nên đi nha. Tại vì đi vô đây không muốn vận động cũng phải vận động nữa, không thể nào mà tốn tiền mà không chơi hết đúng không? Thôi giờ nôn đi quá rồi, tụi mình đi liền luôn đi, nhanh. Có vé 1 tiếng và vé 2 tiếng các bạn. Cái này vớ là mua hay là vớ là mình mua. Nhưng mà mình có cái combo vé 2 tiếng với vớ này là 265.000 thì mình tiết kiệm được 25.000 tiền vớ. Tiệm 2 tiếng đúng không? 2 tiếng hả? À, lấy em về cái combo này. Vậy mình lấy hai combo này đúng không? Dạ đúng rồi. Ba mình có thanh toán Momo đúng không? Dạ có. Hai bạn điền giùm mình tên này nha, mình điền thông tin ở đây, phía tên bên dưới đây giùm mình nha. Điền trên này, ký dưới này. Giờ phải điền thông tin cam kết nha mấy bạn. Cái này là cam kết là mình hàng ngày chịu trách nhiệm với những gì mình chơi mọi người. Không rồi. Dạ rồi, hai bạn qua đây nhận vòng với vớ giùm mình nha. Dạ. Đi qua đây nhận vòng với vớ. Bây giờ 1 giờ, mình mua vé 2 tiếng là mình cứ chơi tới 3 giờ. Đây là cái vớ gọi là vớ chống trượt mà khi bạn nói chung vô đây bắt buộc phải mua một cái, không phải thuê nha mà là mua một cái này. Nó sẽ có những cái này nè, đây mình sẽ thế chân cái này. Cái này là cái tự gọi là cái khóa tủ. Thế chân cái này 50.000, tí mình ra mình sẽ được trả lại 50, nếu mà làm mất là thôi xong. Mà vô đây không lẽ nào không thế chân đúng không, tại vì thế gửi giày mà. Ủa mà gửi giày có gửi vô tủ không nhỉ? We gon' go all night, we gon' try this song, like it dynamite. Ok nè mấy bạn, cảm giác là nó bám đất hơn hẳn ấy. Chân nhỏ bé. Bảo quản mọi trường hợp mất sẽ bị gì đó. Ok là mình sẽ được chơi tới 3 giờ. Bây giờ là nãy giờ là được 5 phút chuẩn bị rồi, nhưng mà đầu tiên mọi người phải nhớ là phải khởi động trước, đứng đây khởi động. Bình thường mình thấy người ta review là sẽ có nhân viên tới hướng dẫn mình đó, nhưng mà chắc là hôm nay đông hay sao đó nên là mình tự xử luôn. Nói chung trò này rất là dễ chơi á mọi người, tại vì con nít cũng chơi được ấy. Nãy giờ vô đây thấy nhiều nít lắm. Chỗ này thì chắc chỉ có gia đình người ta tới, người ta chơi chung với nhau nhiều. Và những người đi trải nghiệm lần đầu giống như là tụi mình nè. Ơ mà tụi mình cũng là gia đình. Cái trò gọi là bật nhú, thấy cái trò đơn giản nhất chắc là cái trò
này rồi đó, ở đây và nó rất là nhiều luôn, nó rất là nhiều like luôn, mỗi like chỉ cho một người chơi thôi. Nhìn nó trong lý thì có vẻ nó thể thấp á, nhưng mà ở ngoài thì nó cũng không có gì vừa đâu mọi người. Ui. Có khi nào leo không? Mọi người comment 1 để mình leo, comment 0 để mình không leo. Ok. Để leo núi thì mình phải thử đeo vô á mọi người. Phải đeo cái dây đó đó, cái dây bảo hộ đó đó, xong rồi thì mình thấy những cái chỗ này mà nếu mà nó có cái cọng dây ở đây tức là mình có thể chơi được. Để bà chị này chơi xong rồi em mới chơi. Lúc leo lên thì chị bước chân trước rồi hãy dùng tay bám lên, rồi nhớ là lúc xuống, khi xuống là một tay cầm dây, ngã người ra về sau bật ra. Không biết đang nói gì. Tôi hơi bị căng đó. Ồ, cái này leo có vẻ dễ. Kiểu nó bình thường hơn nhưng mà leo đã hơn 2 mét rồi đó mọi người. Ôi, chắc tôi không leo đâu, ghê quá à. Chết mẹ rồi, không leo đâu. Khó quá vậy.
từ từ đợi xíu thôi Hiếu. Mũi tay cầm không nổi. Chị rung quá, cái lên chợ nó sẽ rung quá. Thử lại, nãy nó lên được rồi. Lên nữa hả? Ừ. Gan vậy? Nãy sắp lên được rồi mà. Ê, nhưng mà giữ sắp cái. Mệt quá. Thử lại mọi người. Đi lên nó để ý dày nha Heo. Coi chừng nó vướng. Lấy xe dày này. Đừng có nhìn xuống. Đừng có nhìn xuống nha, nhìn xuống sẽ không muốn leo nữa đâu. Ui. Mình không hiểu sao bà chị mình nãy lại leo bên kia được ấy. Cảm thấy nó quá là khó. À, mình sẽ không nhìn xuống đâu. Nhưng mà mình nghĩ mình đã lên được khá cao rồi. Để không thấp đó mọi người. Nên cái tay mình có vẻ khá là trơn. Và mình có vẻ lên khá là cao rồi. Bây giờ cao quá. Từ từ nha. Mình đã nhìn xuống mọi người, nó rất là cao. Giờ mình sẽ la. La một cái rồi nhảy xuống nha. Chuẩn bị chưa? Một. Ôi nó chỉ sờ khúc đó thôi mọi người. Kiểu như rơi tự do á, sau đó cái dây nó sẽ giật của mình lại. Nhưng mà mình sẽ không thử lại lần nữa đâu. Mệt quá. Tim bánh bèo chú ý, chỉ nên thử một lần. Rồi tháo cái này ra đã. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Chị ơi cho em hỏi trong này có mua những cái như là vết thương không, băng keo cá nhân các kiểu. Dạ, dạ. Chị cái em nãy bị xước chảy máu ấy. Chị nào ạ? Chị này nè. Đâu cá nhân. Nãy chị chơi sao bị sốt. Ôi chị lên đây em sức thuốc đỏ rồi cho nó đỡ. Rồi chị băng bó luôn. Nhưng như này rất là nhiệt tật nha mọi người. Rồi mọi người tới đây chơi có thể an tâm là sẽ có nhân viên support cho mình. Nhưng mà có bị gì thì cũng phải nói ra chứ im là cũng không ai biết gì đâu. Ừ đưa mua nước đi. Mình đang uống nước dễ tét hay là nước suối? Tại sao không phải là cả hai? Tiền giùm em. Dạ, cũng còn 400 nữa. Dạ, ủa ở đây có kem nữa mọi người. Đưa nước thôi, đưa nước không. Đẹp thế. Cảm ơn chị nhiều nha. Uống nước nè. Đau không? Đau lắm không?
Băng lại đỡ hơn đúng không? Nó rát nhiều hơn. Đừng uống nhiều quá, uống Coca nè. Người ta sẽ đu hết nguyên đường vậy hả? À, chạy cái này hả? Điên hả? Chị chạy được tới đây, từ đây thôi. Cái này có vẻ là sẽ gây nên vết thương đó. Cũng là một cái gì đó rất là chấm hỏi đó mấy bạn. Thử nha. Wow.
ngược chiều không vậy? Sao cảm thấy mấy cái này nó không có cảm giác gì là đi được á? Không được đâu á. Tôi mệt mỏi quá mọi người ơi. Không được rồi, trời này mất sức quá. Chân nhau, tôi bố không?
chơi cũng mệt rồi đúng không? Giờ mình sẽ thử sức những cái khó hơn nữa nha. Vai hóng không? Đi, chơi thôi. Tụi em chơi nãy giờ rồi. Nếu mà mình nhảy mình chạm bàn bằng gót chân hoặc là nguyên cái bàn chân đó. Gót chân hoặc nguyên bàn chân. Ở trong lấy đồ ra hết chưa, còn sót hay không? Chắc chưa? Chắc rồi. Ok, chắc là được. Học vừa lên đó đâu? Mong chờ những đứa con. Không bao giờ này hả? Là còn được về nhà. Hạnh phúc. Đi về nhà. 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 Có gì? Về yeah, đi về nhà. Về yeah, đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. À, hôm nay đi chơi thấy cũng vui, cũng là một cái trải nghiệm mới của mình đó. Tại đó giờ mình cũng chưa leo núi, rồi cũng chưa biết nhún nhảy gì. Ngày xưa thì có đi mấy cái nhạc hơi thì chơi nhún nhảy thôi. Bây giờ lớn rồi thì thấy cái món này phù hợp với người lớn hơn. Mình cũng có thể giống như là vận động cho cơ thể sau những ngày mệt mỏi. Tối giờ mình sẽ được ngủ ngon hơn, ra mồ hôi thì giảm calo, tăng giảm cân các kiểu. Mình thích nhất là leo núi, tại thấy nó kiểu như là trải nghiệm gì đó rất là mới mẻ. Lúc mà mình leo á, mình không có nghĩ gì á, mình chỉ muốn là tiến lên. Rồi mình leo đến lúc mà mình thấy tiến không nổi nữa thì mình mới xuống. Nhưng mà đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị. Có nghĩa mình nghĩ là mình sẽ có thể quay lại. Mình sẽ recommend những người nào mà muốn thử thách cái này cũng như mình chơi cho biết thôi. Tại nó cũng an toàn hơn là leo núi thiệt. Leo núi thiệt mình đâu có leo được đâu đúng không? Thì đó. Nói gì đó không? Năm mới vui vẻ. Chúc mọi người sức khỏe. Bye. Mời quá mọi người. Không biết nói gì mà chưa mệt. Cũng vui. Cũng là cái gì đó đáng để trải nghiệm ấy. Nhưng mà quay lại thì chắc là không. Kiểu như cũng không có nhiều chỗ.
chơi cũng một chút xíu là cũng xong, không biết chơi gì nữa rồi. Thì thôi một lần chơi biết thôi, sau này có trò nào khác thì mình đi trải nghiệm tiếp chứ. Thấy một lần là cũng đủ để cho mình trải nghiệm đủ cái trò này rồi đó. Nhưng mà nói chung là mệt, ai mà muốn thay đổi xíu chứ. Mình cũng đi cà phê rồi mình đi xem phim này nọ, nó cũng nhẹ nhàng quá đúng không? Mình có thể thử chỗ này để vận động chút xíu, cơ thể mình nó cũng gọi là dẻo dai hơn so với bình thường. Đây vô chơi đây bắt buộc là phải hoạt động rồi. Bây giờ chắc là đi về nhà. Chúc mọi người năm sau sẽ được cái cục này nha. Thôi cũng muộn rồi, giờ đi ăn thôi chứ trễ rồi. Đi đi.